Chương trình kinh tế nông nghiệp cuối tuần hôm nay sẽ có. Bạc Liêu vụ lúa trên đất tôm bước đầu gặp nhiều thuận lợi. Cà Mau đầu ra cua giống gặp khó khăn do dịch Covid-19. Chủ động phòng bệnh trên vụ lúa thu đông ở Bạc Liêu. Tiết kiệm chi phí nhờ xà thưa trong canh tác lúa Chuyện nhà tôm tuần này sẽ hướng dẫn bà con kỹ thuật nuôi tôm nước ngọt. Hoàng Vĩnh và Hồng Loan rất vui khi được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Kinh tế nông nghiệp cuối tuần phát sóng lúc 20 giờ thứ sáu, phát lại lúc 15 giờ 50 phút ngày hôm sau trên đài phát thanh và truyền hình bạc liêu. Xin kính mời quý khán giả sẽ cùng đến với các nội dung đáng chú ý từ chương trình. Thưa quý vị, sau khi tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu cơ bản được kiểm soát, các hoạt động trên lĩnh vực nông nghiệp cũng dần được khôi phục với những tín hiệu vui. Các chuỗi liên kết sản xuất và cung ứng sản phẩm tiếp tục kết nối, giá cả các mặt hàng nông sản cũng đã dần tăng trở lại sau một thời gian dài mất giá không tìm được đầu ra. Từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát lần thứ tư, các địa phương thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch, việc dân chuyển hàng hóa gặp rất nhiều khó khăn, dẫn đến các mặt hàng nông sản bị rớt giá, Đến nay, tình hình dịch bệnh ở hầu hết các tỉnh thành trong khu vực đang dần được kiểm soát, đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông, giao thương hàng hóa giữa các địa phương. Tại Bạc Liêu, vui mừng và phấn khởi nhất có lẽ chính là những hộ nuôi tôm trên địa bàn. Bởi gần 3 tháng nay, giá tôm nguyên liệu gần như rơi tự do. Trong khi đó, giá cả các khoản chi phí đầu vào thì liên tục tăng. Khoảng một tuần nay, giá tôm nguyên liệu đã tăng trở lại. Cụ thể, tôm thẻ chân trắng loại 20 con có giá 225.000 đồng một ký loại 50 con giá 105.000 đồng một ký, loại 100 con giá 87.000 đồng một ký. Không riêng gì tôm nguyên liệu mà giá cả các mặt hàng nông sản khác như cua, lúa, rau màu và các loại thủy hải sản cũng đang được thương lấy thu mua với giá cao hơn. Đơn cử như giá cua thịt tăng 30.000 đồng một ký, giá cua gạch cũng tăng đến 80.000 đồng một ký. Thưa quý vị, đến thời điểm này, nông dân trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đã xuống giống hơn 24.000 hecta phụ lúa trên đất nuôi tôm, chiếm hơn 60% diện tích xuống giống lúa trên đất tôm của tỉnh. Theo ghi nhận, thời gian qua, việc cải tạo đất xuống giống của nông dân gặp nhiều thuận lợi. Một số nông dân cho biết việc cải tạo đất năm nay không tốn nhiều công sức cũng như chi phí so với những vụ mùa trước. Bởi hiện tại, bà con chỉ cần xả nước trên vuông ra rồi đợi mưa để rửa mặn, chứ không phải đặt máy bơm xả nước nhiều lần và sử dụng vôi để hạ phèn. Lúa gieo xà hiện nay cũng phát triển khá tốt. Các giống lúa được nông dân chọn để sản xuất chủ yếu là một bụi đỏ, ST24, ST25. Hầu hết các giống lúa này có đặc điểm nổi trội như đẻ nhánh nhanh, cứng cây, chịu phèn bằng tốt, ít sâu bệnh và cho năng suất khá cao. Rồi đồng loạt hết trơn rồi, xả giống rồi hết trơn rồi đó. Giờ nhận phân có xuống phân dục. Đó. 4 đêm mà bắt đầu dục phân. Ngoài diện tích đã canh tác lúa trên đất tôm của những năm trước, thì vụ lúa trên đất tôm năm nay, nhiều địa phương trong tỉnh đã khuyến khích nông dân mở rộng diện tích sản xuất. Rửa mặn rồi bắt đầu mình mới à, thì ngâm giống rồi xả như hôm rồi năm rồi là cũng có mặn ST24. 24 25 giờ năm nay là cũng mặn cũng y vậy à như 24 25 vậy. À. Hiệu quả năm rồi cũng một công cũng một tấn, người cũng 900 người tấn, người trên tấn. Để tăng diện tích lúa tôm, ngoài hỗ trợ về kỹ thuật, nhiều năm qua các địa phương trong tỉnh đã hỗ trợ lúa giống cho nông dân dưới hình thức đầu tư miễn phí 50% hoặc 100%. Song song đó, tỉnh cũng đầu tư về kết cấu hạ tầng, nạo vét kênh mương, tạo điều kiện cho nông dân sản xuất được thuận lợi hơn. Hiện nay, diện tích lúa trồng trên đất tôm đang được nhiều đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh hỗ trợ liên kết chuỗi sản xuất với khoảng 10.000 hectare, mở ra cơ hội để tăng giá trị cho hạt lúa tăng thu nhập cho người nông dân. Thưa quý vị, sản xuất ươm nuôi giống thủy sản là một trong những nghề chủ lực giúp nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Ngọc Hiển, tỉnh cà mau phát triển kinh tế. Tuy nhiên thời gian gần đây do ảnh hưởng của dịch bệnh covid 19 khiến đầu ra của cua giống gặp không ít khó khăn, nhiều cơ sở phải thu hẹp diện tích sản xuất thậm chí là ngừng hoạt động. Với hơn 47 ươm trước đây mỗi tháng anh Bùi Thế Không ở ấp Ba Khuê, xã Viên An, huyện Ngọc Hiển, tỉnh cà mau xuất bán hơn 300.000 con cua giống, thu nhập ổn định từ 20 đến 30 triệu đồng. Thế nhưng, kể từ khi dịch bệnh COVID-19 lần thứ tư bùng phát, việc sản xuất tiêu thụ con giống gặp khó, anh không phải thu hẹp hơn một nửa diện tích bể ươm, nguồn thu nhập cũng từ đó giảm đáng kể. Thời điểm này thì dịch bệnh nó là thứ nhất đó là mình cái đầu lên trên thì nó hơi khó khăn. Mình đưa lên cấp tỉnh thì nó cái điều kiện xe nó đi qua không được rồi tới chừng dịch rồi cái thị trường nói chung mình bán ở đây thì như mình bán giống giống mình bán đổ bán tháo đó để cho bà con ở đây mình bán cũng như là để nó vốn lại thôi do ảnh hưởng của dịch bệnh không chỉ khiến thị trường đầu ra không ổn định mà giá cả con giống cũng giảm sâu so với trước đến nay vẫn chưa có tín hiệu phục hồi tùy theo kích cỡ mà giá của giống dao động từ 180 đến 350 đồng một con trong khi trước đó giá ổn định từ 300 đến 700 đồng một con không tìm được đầu ra lại vừa tốn thêm nhiều chi phí phát sinh do cua giống ngày càng lớn, khiến nhiều hộ ươm nuôi cua đứng trước nguy cơ thua lỗ. Không ít hộ đã bỏ trống ao nuôi, số ít hộ còn lại kiên trì ươm nuôi nhưng chọn giải pháp sản xuất phù hợp, thích ứng với điều kiện dịch bệnh. Trước khi có dịch, đó, anh thả một ao 5 000 giờ có dịch anh thả thưa ra, anh thả ao 2 ngàn, vẫn duy trì cuộc sống cho nó đủ cái kinh nền kinh tế cho gia đình. Toàn huyện Ngọc Hiển có gần 200 hộ dân chuyên ươm cua giống, mỗi năm xuất trại trung bình khoảng 5 đến 6 tỷ con giống, cung ứng cho thị trường trong và ngoài huyện. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, dự báo đầu ra cua giống sẽ còn đối mặt với nhiều khó khăn, bất lợi. Tiếp theo trong phần sau. Chủ động phòng bệnh trên vụ lúa thu đông ở Bạc Liêu. Mô hình sinh kế chủ động ứng phó với con nước Thưa quý vị, hiện nay, nông dân trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đã xuống giống hơn 30.000 hecta lúa thu đông, phần lớn diện tích đang trong giai đoạn mạ, đẻ nhánh nên dễ bị nhiễm sâu bệnh. Thời điểm này, bà con nông dân nên chủ động theo dõi đồng ruộng để có hướng xử lý kịp thời, tránh thiệt hại lớn. Theo ghi nhận, giai đoạn này lúa dễ bị nhiễm bệnh đạo ôn sâu cuốn lá, chế bìa lá, sâu đục thân đang phát triển khá mạnh trên trà lúa này. Thời gian qua, diện tích nhiễm đã lên đến hàng chục ngàn hecta. Hiện nay, do thời tiết không ổn định, nắng nóng kéo dài sau đó mưa lớn liên tục mưa nhiều về đêm cộng với độ ẩm cao đã tạo điều kiện cho các loại sâu bệnh phát triển mạnh trong thời gian tới các loại bệnh như rầy nâu bệnh đạo ôm lá đạo ôm cổ bông cháy bìa lá khô vàng vàng lá vi khuẩn lem lép hạt sẽ phát sinh gây hại trên lúa giai đoạn để nhánh tới đồng trổ nhất là những ruộng gieo trồng giống nhiễm xạ dày bón thừa phân đạm vì vậy nông dân cần lưu ý kiểm tra đồng ruộng chủ động các giải pháp phòng bệnh tốt cho cây lúa Cách đây 4 năm, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Tăng Hòa ở xã Tăng Hòa, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang bắt đầu thực hiện trồng lúa theo hướng hữu cơ, không dùng thuốc bảo vệ thực vật. Mô hình khởi đầu từ một cá nhân với diện tích hơn 1 hecta này đã phát triển ra cả Hợp tác xã với hơn 60 thành viên, diện tích tăng lên gần 200 hecta. Sản phẩm của Hợp tác xã đủ tiêu chuẩn để xuất đi châu Âu và Mỹ. Theo ghi nhận, các cánh đồng lúa ở Tăng Hòa nằm giữa hai cửa sông lớn là Cửu Long và Vàm Cỏ Tây lại cách biển chỉ vài cây số bao đời nay đất tích tụ lượng phù sa rất lớn rất màu mỡ và trong số nhiều giống lúa nàng hoa chính là giống lúa khá thích hợp với thổ nhưỡng thời tiết vùng này kinh nghiệm nhiều năm trồng lúa cho thấy giống lúa nàng hoa chính trồng ở tăng hòa cho chất lượng gạo đặc trưng ngon hơn trồng tại các vùng khác đối với sản phẩm nàng hoa chính của hợp tác xã tăng hòa trồng theo hướng hữu cơ sau mỗi vụ thu hoạch đều được lấy mẫu phân tích tồn dư hóa chất thuốc bảo vệ thực vật tại công ty Eurofins sắc ký Hải Đăng, khu công nghệ cao quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả thử nghiệm cho thấy, ngoài việc cho hàm lượng dinh dưỡng cao, toàn bộ 47 chỉ tiêu về tồn dư hóa chất đều đạt tiêu chuẩn cho phép, không phát hiện về hóa sinh, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và kim loại nặng. Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác, Sở Nông nghiệp và Phát triển Đồng thôn tỉnh Bình Thuận đang siết chặt việc sử dụng mã số cơ sở đóng gói, mã vùng trồng thanh long đã được cấp để xuất khẩu xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm. Theo ngành nông nghiệp tỉnh Bình Thuận, thời gian qua, địa phương đã phát hiện nhiều lô quả tươi của Việt Nam xuất khẩu vi phạm quy định về kiểm dịch thực vật của Trung Quốc do bị nhiễm các loại sinh vật gây hại. Cùng với đó, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Bình Thuận cho biết, hiện việc sử dụng mã số cơ sở đóng gói thanh long của một số tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh chưa đúng theo quy định. Điều này đã ảnh hưởng đến quá trình sản xuất và xuất khẩu trái thanh long trên thị trường quốc tế cũng như thị trường Trung Quốc. Do đó, để việc sản xuất và xuất khẩu thanh long trên địa bàn tỉnh được bền vững, ông Phan Giang Tấn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bình Thuận đã yêu cầu chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật khẩn trương làm việc với một số cơ sở đóng gói trên địa bàn tỉnh để làm rõ việc các cơ sở xuất khẩu thanh long sử dụng mã số của cơ sở đóng gói để xuất khẩu không đúng với tên cơ sở đóng gói mà doanh nghiệp đã đăng ký. Thưa quý vị, hàng năm, cứ vào tháng 7 thì con nước đã nhảy khỏi bờ. Nhưng đến nay nhiều cánh đồng, trà lúa vẫn còn trơ gốc. Dự báo lại một năm nữa, con nước lũ về trễ và thấp hơn so với bình thường. Nếu như những năm trước, các hộ dân ở tỉnh Đồng Tháp thực hiện mô hình sinh kế dựa vào mùa nước nổi, năm nay thì bằng kinh nghiệm của mình, các hộ đuôi đã chủ động các phương án, cách làm để thích ứng với tự nhiên. Đây là năm thứ ba, gia đình anh Nguyễn Thanh Tâm, ở xã Bình Thạnh, thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, áp dụng mô hình hai lúa một tôm. Với diện tích hai ao khoảng 1 hecta, anh thả nuôi 800.000 con tôm càng xanh. Sau hơn 3 tháng chăm sóc, thời điểm này tôm đạt trọng lượng khoảng 100 con một ký. Những mùa nước trước, nước lên muộn nhưng lại rút nhanh, tôm nuôi bị ảnh hưởng nhiều. Rút kinh nghiệm, năm nay anh Tâm đã có sự chuẩn bị trước. Cùng gia đình con cũng đã chuẩn bị là nuôi theo kiểu công nghiệp là cũng như mua tơ bơm nước đồ để bơm xuyên suốt ngày đêm để cho tôm nó nhanh lọc giỏi đặt trọng lượng để bán đi. Còn ông Võ Văn Chiến ở xã Bình Thạnh thực hiện mô hình hai lúa một cá đồng. Với ao gần 1 000 m vuông ông thả 12.000 con cá mẹ dinh và cá chép. Đến nay hơn 3 tháng, cá đặt trọng lượng khoảng 25 con một ký. Để chủ động kiểm soát mực nước, ông đã gia cố bờ bao lửng rộng gần 4 hectare, trong khi ngóng chờ con nước thì hệ thống máy bơm được vận hành, cá đã lên ruộng. mình thì luôn luôn sẵn sàng để chờ nước lũ để nó có tạo nhiều cái điều kiện cho cái cái mùa lũ đó là cá con nó vô được rồi nó có cái phụ sa nó có tảo rồi đó thì cho cá nó mau lớn hơn. Theo kế hoạch năm 2021, thành phố Hồng Ngự triển khai thực hiện 5 mô hình sinh kế trong mùa lũ. Nhưng do tình hình thực tế và rút kinh nghiệm 2 năm lũ trước, thành phố Hồng Ngự chỉ triển khai 3 mô hình với mật độ nuôi thấp, gồm lúa cá đồng, cá tự nhiên, lúa tôm và lúa mùa kết hợp nuôi tôm. Để chủ động ứng phó thích ứng với biến đổi khí hậu, nhất là tình trạng lũ về muộn và nhỏ, ngành chức năng thành phố cũng đã triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ cho các hộ nuôi nhằm mang lại hiệu quả trong sản xuất chăn nuôi. Thực tế cho thấy, dù đã có các phương án chuẩn bị chu đáo, nhưng người dân vẫn hy vọng nước lũ sẽ về và đủ hơn, bởi nước lũ về ít không chỉ làm ảnh hưởng đến hiệu quả các mô hình sinh kế, mà lượng phù sa cho vụ mùa sau cũng sẽ ngày một ít đi. Phần tin thế giới hôm nay sẽ có. Nắng nóng khiến nhiều nông dân Mỹ thương tích, tử vong. Điều gì sẽ xảy ra khi giá phân bón vẫn cao ngất ngưỡng? Tin thế giới, Thưa quý vị, những ngày gần đây, tình trạng nắng nóng gây gắt đã khiến nhiều nông dân ở Mỹ thương tích, thậm chí là tử vong, đặt ra nhiều thách thức với nền nông nghiệp của nước này. Theo một báo cáo gần đây, đã có ít nhất 384 nông dân Mỹ đã chết vì các nguyên nhân liên quan đến nắng nóng trong 10 năm qua. Bất chấp các biện pháp bảo vệ mới vừa được chính quyền của Tổng thống Joe Biden công bố, tình hình trong thập kỷ tới đang có xu hướng tồi tệ hơn. Các đợt nắng nóng kéo dài với nền nhiệt ngày càng cao đang đe dọa những người lao động làm việc ngoài trời. Rất ít người sử dụng lao động hoặc cơ quan quản lý thực hiện các biện pháp thích hợp để bảo vệ họ, ngay cả trong những điều kiện làm việc bình thường, làm việc ở các trang trại không thiếu rủi ro. Máy móc, động vật và hóa chất đều tiềm ẩn những mối nguy hiểm. Thời tiết làm tăng thêm những nguy hiểm này, đặc biệt là trong quá trình trồng trọt và thu hoạch, khi công việc đơn giản không thể dừng lại và các công nhân nông trại thường được trả lương theo phần công việc thường không thể không làm. Theo hãng tin Bloomberg, giá của các loại phân bón chủ lực trên thị trường thế giới hiện đã tăng lên mức cao nhất kể từ khi xảy ra khủng hoảng tài chính thế giới vào năm 2008. Và điều này đang tiềm ẩn nhiều rủi ro, không chỉ riêng đối với ngành nông nghiệp. Theo ghi nhận, giá phân bón tăng xảy ra trong bối cảnh các chuỗi cung ứng toàn cầu đang rụt rịch phục hồi sau đại dịch Covid-19 cùng với vô số biến cố. Từ thời tiết khắc nghiệt ở nhiều nền kinh tế cho đến đóng cửa nhà máy, hay các lệnh trừng phạt mới đều tác động vào thị trường phân bón trong năm nay, khiến cho nông dân vốn đang phải oằn mình chống đỡ sự gia tăng của chi phí sản xuất lương thực lại càng thêm bị sốc. Giá Ure, một loại phân bón phổ biến làm từ nitơ đã tăng vọt vào đầu tháng này lên mức cao nhất kể từ năm 2012. Dữ liệu của Bloomberg còn cho thấy, giá một loại phân lân phổ biến được gọi là DAP đã đạt ngưỡng đắt nhất trên thị trường kể từ năm 2008. Các chuyên gia cho rằng khi giá phân bón tiếp tục tăng, người nông dân sẽ buộc phải cắt giảm tỷ lệ bón, thậm chí là bỏ hoàn toàn phân bón với hy vọng giá thấp hơn trong tương lai. Không ít nông dân đang cầm cự và chờ đợi trước khi đầu tư cho vụ mùa tiếp theo, với hy vọng chi phí đầu vào sản xuất sẽ giảm để bớt rủi ro. Cho phần sau của chương trình hôm nay. Tiết kiệm chi phí nhờ xạ thưa trong canh tắt lúa Chuyện nhà tôm tuần này sẽ hướng dẫn bà con kỹ thuật nuôi tôm nước ngọt. Xưa nay ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, tập quán sản xuất lúa của nông dân tại nhiều nơi vẫn theo cách làm truyền thống là xả lan nên tốn rất nhiều giống. Ngoài ra với cách xả này, nông dân phải sử dụng rất nhiều phân bón và thuốc bảo vệ thực vật, không chỉ làm ô nhiễm môi trường mà còn tăng chi phí, giảm năng suất và lợi nhuận nhằm giúp đỡ cho bà con nông dân đồng bằng sông cửu long cải thiện tình trạng sản xuất và tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng cao các chuyên gia tại viện lúa của đồng bằng sông cửu long đã nghiên cứu xây dựng nhiều mô hình canh tác lúa tiên tiến qua đó kỹ thuật xả thưa đã được áp dụng làm giảm lượng giống đáng kể trong lúc gieo xạ viện lúa đồng bằng sông cửu long đã xây dựng một cái quy trình xả hàng bằng dụng cụ xả hàng hoặc là bằng máy hoặc là chúng ta có thể xả vải theo truyền thống nhưng mà chúng ta làm giảm cái lượng giống chỉ còn là từ 80 cho đến 120 kg giống trên hecta tùy theo từng mùa vụ. Hiện tại có nhiều yếu tố bất lợi trên lúa xuất hiện ngày càng nhiều, thì việc áp dụng kỹ thuật xạ thưa đạt hiệu quả cao. Tại đồng bằng sông Cửu Long trước đây, người dân thường dùng từ 150 đến 200 kg lúa giống trên 1 hecta. Hiện nay, sau khi áp dụng kỹ thuật canh tác lúa tiên tiến với chương trình 3 giảm 3 tăng, 1 phải 5 giảm, đã giảm lượng giống từ 80 đến 100 kg giống trên 1 hecta qua đó giảm phân bón và giảm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Thực vậy thì tốn phần thuốc chứ lắm. Trước đây thì còn cả bao bao mấy, nữa. bây giờ là từ 40 kg trở lại à. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 cũng như giá phân bón và thuốc bảo vệ thực vật tăng cao nên người trồng lúa gặp rất nhiều khó khăn. Vừa qua, hệ thống khuyến nông các tỉnh đã áp dụng xạ thưa và gieo xạ. Đây được gọi là giải pháp hữu hiệu trong sản xuất lúa hiện nay. Kỹ thuật không chỉ giúp giảm lượng giống và tiết kiệm tối đa chi phí khi sản xuất mà còn tăng cao lợi nhuận cũng như làm giảm tình trạng ô nhiễm môi trường, qua đó giúp người dân giảm được khó khăn trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Thưa quý vị, một trong những nghề nuôi thủy sản trọng điểm hiện nay là nghề nuôi tôm nước ngọt. Tuy nhiên thì mô hình nuôi tôm này cũng cần phải lưu tâm nhiều đến môi trường nước để tôm có thể sinh trưởng và phát triển tốt. Và Hồng Loan này, Hồng Loan có kiến thức về nuôi tôm nước ngọt hay không? Kiến thức thì Hồng Loan có thể nói là một bụng luôn do Hoàng Vĩnh, nhưng mà không nói bây giờ đâu. Xin mời Hoàng Vĩnh cũng như là quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng chờ đón qua tiểu phẩm ngay sau đây. Dạ, anh nói nghe nè, mùa này anh quyết tâm mừng ăn lớn nha vợ ghê mừng ăn lớn ừ nhưng mà mừng gì anh nuôi tôm được không sao tự nhiên nhà mình đang nuôi cá cũng được mà sao tự nhiên anh chuyển sang nuôi tôm nếu mà mình không tìm hiểu kỹ nhiều khi thua lỗ trắng tay luôn á chồng ao nuôi cá được là mình nuôi tôm được ủa chứ sao em nghe kêu á là tôm á là sống ở dùng nước mặn còn đây là dùng nước ngọt thì sao mình nuôi tôm được anh nghiên cứu kỹ rồi kỹ thuật nuôi tôm nước ngọt em nghe bao giờ chưa vợ chồng mình phải là cặp vợ chồng đầu tiên nuôi tôm nước ngọt ở cái xứ này nhưng mà em vẫn thấy lo á lo hả không có gì phải lo cả kỹ thuật nuôi tôm nước ngọt chồng nắm kỹ lắm rồi ha lo cái gì kỹ thuật nuôi tôm nước ngọt cũng khá là đơn giản thôi đầu tiên là mình chọn ao nuôi ao nào mà nuôi cá thì mình cải tạo lại để nuôi tôm khi mà con tôm á nó lục xác nó nằm ở dưới đáy ao bởi vậy á nước không được thiếu oxy thiếu oxy là nó ngợp nó chết liền Vậy nên mình chọn những cái ao nào mà có nguồn nước trong, sạch, không ô nhiễm, không độc hại Rồi ao phải có cái nguồn nước dồi dào để cung cấp nước dễ dàng Rồi ao ít bùng, giao thông và nguồn điện thuận lợi Ao nhà mình á, thì đủ tiêu chuẩn ừ. Nhưng mà hình như là nuôi tôm là phải nhiều cái lo phức tạp lắm chứ không phải mọi chuyện cái ao không đâu Thì em cứ đừng có dội, từ từ mà nghe nè Về cách chọn con giống á, là mình phải chọn những con giống tốt, khỏe, không có mang mầm bệnh mình có thể mua sắm thêm cái bộ máy phát hiện mầm bệnh trên tôm như là cái máy pcr pocket express oh. hay là pocket micro hay là bộ kit chồng nói mấy cái gì mà nghe lạ quá rồi làm <laughs> được không được chắc chắn được mà cứ làm đi rồi mình khôn ra nghề nó dạy mình hết trơn á em biết là như vậy nhưng mà thật sự là em vẫn còn cảm thấy hơi lo lo á không có cần phải lo chồng nói tiếp ha nên chọn con giống đồng đều với nhau không quá lớn cũng không quá nhỏ. Rồi, cái việc mà vận chuyển con tôm á nó cũng quan trọng không kém nha, phải an toàn tuyệt đối. Cái nước mà chứa con tôm á không được quá nóng, không quá lạnh, không quá đục rồi không quá bí. Ê, riêng cái gì mà quá cô hôm tốt cái này là em rành à? <laughs> Chưa hết đâu nha. Mình đến cái giai đoạn là tiêu độc cho ao. Trước khi mà thả con tôm á, mình rút cạn hết cái nước ở trong ao đi, tu sửa bờ ao, mình tu sửa cái cống cấp thoát nước. Rồi á, mình dọn sạch hết cái cỏ tạp rồi mình dọn sạch hết bùn lắng, phơi nắng đáy ao rồi mình dùng thuốc tiêu độc triệt để cho ao để hạn chế mấy con sinh vật gây hại cho con tôm. Nói chung là nuôi cái gì thì mình cũng phải kỹ ừ. thì mới đạt được chất lượng như mong muốn đúng không? Chính xác. Rồi bây giờ đến lượt là chăm sóc nước. Sau 7 đến 10 ngày dọn sạch ao thì lúc đó mình mới thả nước vào trong ao. Dùng một cái lưới lọc mình bọc lại cái chỗ cống cấp thoát nước á, để làm gì mình hạn chế những cái con sinh vật gây hại nó vào vô trong ao theo cái đường nước đó ha rồi khi mà con tôm còn nhỏ thì khả năng bắt mồi hay là kiếm thức ăn của nó nó rất là kém nó chủ yếu là ăn những cái động vật phù du hay là những cái côn trùng thủy sinh thân mềm bởi vậy mà lượng thức ăn ở trong ao nhiều hay ít nó sẽ ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng cũng như là khả năng sống sót của con tôm bởi vậy á mình có thể bón thêm cái phân chuồng đã qua ủ chua 0,3 đến 0,4 kg cho 1 mét vuông ao hoặc là mình bón từ 0,2 đến 0,4 gam phân lân cho 1 mét khối nước để mình nuôi dưỡng những cái sinh vật phụ du ở trong cái ao đó khi mà màu nước ao nó chuyển sang cái màu xanh nâu hay là màu xanh vàng là hợp lý nói chung là mấy cái này là tự chồng tìm hiểu á chứ giờ ừ. nghe giờ không biết gì đâu á yên tâm ngoài ra mình còn phải gây thêm màu nước nữa màu nước mà đục quá thì con tôm nó cũng sống không có được bởi vậy mình có thể dùng phân vi sinh để gây màu nước cho tôm. Đến khi nào á, mà nước trong tính khoảng từ đâu 40cm từ bề mặt ao xuống á, là lúc đó ngon lành. Lưu ý á, là nước không được quá đục hay là quá trong. Tiếp theo á, là mình phải dùng quạt nước để cung cấp cho oxy cho con tôm. Tôm mà càng lớn thì cần càng nhiều oxy. Ví dụ như là năm tuần đầu á, thì mình quạt nước khoảng 1 giờ một ngày. Từ 6 đến 8 tuần á, thì mình quạt 3 giờ một ngày Từ 9 đến 12 tuần á thì mình quạt 6 giờ một ngày 13 đến 15 tuần mình quạt 9 giờ một ngày Rồi từ 15 tuần đến khi mà mình thu hoạch á thì mình quạt 11 giờ một ngày Ghê chưa, ghê chưa trời ơi chụp tìm hiểu kiến thức cũng kỹ quá nha Ê nhưng mà để bây giờ em em nghiệm lại thử coi ừ. nha là mình có dọn sạch ao nè đúng rồi gây màu nước nè đúng rồi quạt nước cung cấp oxy chính xác lựa luôn. chọn con giống chất lượng ừ. rồi xong đó mình thả tôm cho ăn rồi thu hoạch đúng rồi còn nữa nè nha ủa chưa <laughs> cái, xong à? chưa xong lưu ý cái việc là thả con giống nữa ha mình tránh thả vào buổi trưa hay là lúc trời mưa hay là lúc mà điều kiện môi trường ao nuôi nó chưa sẵn sàng nên thả vào ban ngày mà sáng sớm hoặc là lúc chiều tối lúc đó thì nhiệt độ nó không bị sốc nhiệt lúc mà mình thả con tôm á thì mình nên thả ở hướng đầu gió để làm gì con tôm nó phân tán đều khắp ao các bọc tôm giống mà khi chuyển về mình đừng có dội thả liền vô trong ao mình mình ngâm ở trên mặt ao á từ 10 đến 15 phút để cân bằng nhiệt độ trong và ngoài bọc cho con tôm nó đỡ sốc nhiệt ha rồi tiếp theo á là tuyệt đối là không được mạnh tay quá mình mở cái bọc tôm từ từ cho con tôm nó bơi ra thôi tuyệt đối là đừng có lội xuống ao ha để làm cho nước đục là con tôm nó dễ chết khi mà độ mặn ở trong bọc và ngoài ao á nó chênh lệch quá năm phần trăm á thì lúc đó mình cần một cái thao lớn khoảng tầm 20 lít và một cái máy sục khí mình cho khoảng tầm 10.000 con tôm vô trong cái thao và bắt đầu sục khí ha rồi sau đó mình uh, uh, chờ mình cho cái nước ao ở trong cái ao của mình á từ từ vô chờ khoảng tầm 10 đến 15 phút để cho con tôm á nó cân bằng cái nhiệt độ cũng như là môi trường ao nuôi nuôi tôm nước ngọt có quyết tâm như vậy em sẽ quyết định là ủng hộ chồng hết mình quyết định vậy nha Qua tiểu phẩm vừa rồi, Hồng Đoan hy vọng là bà con nông dân sẽ có thêm những kiến thức bổ ích để ứng dụng vào ao tôm của nhà mình. Kính chúc quý bà con có thật nhiều sức khỏe, đặc biệt là luôn quan tâm đến quy định 5K của ngành y tế trong tất cả các hoạt động để sớm cùng cả nước đẩy lùi đại dịch Covid-19. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Mọi góp ý khán giả có thể gọi về đường dây nóng 028 6272 3288 hoặc gửi thông tin về email kinh tế nông nghiệp cuối tuần avonggmail.com hẹn gặp lại vào tuần sau trên đài phát thanh và truyền hình bạc liêu còn bây giờ chúng tôi xin kính chào tạm biệt